Cô thân chào các bạn tuổi Nhâm Thân 1992. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của cái năm Giáp Thìn. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Cô cung cấp thêm cho các bạn những cái kiến thức về cái tuổi của các mệnh của mình nha. Mình là tuổi Nhâm Thân. Nhâm đó thuộc về hành thủy, mà thân thuộc về nó hành kim. Đáng lẽ mà kim sinh thủy, nhưng mà mình là thủy, thiên can trước là thủy, địa chi là kim, cho nên người ta nói là mình có cái thiên can sinh xuất. Điều đón với cái thiên can sinh xuất là các bạn ở cái thời kỳ mà trung tiền vận của các bạn đó, nghĩa là các giai đoạn từ nhỏ đến lúc trưởng thành của các bạn gặp nhiều cái khó khăn. Khó khăn trong cái công việc làm ăn của mình. Mình đi xin làm việc thì nó trầy trật, nó không thuận lợi cho mình, nó không có may mắn cho mình. Mình đâm ra mình bất mãn đối với cái tuổi thân. Mà thêm được cái tuổi thân nữa thì các bạn cứ nói là thân là than, thân trách phận nữa. Cho nên các bạn rất là u hoài ở cái giai đoạn đầu đời của mình. Rồi trong cái vấn đề cái tuổi trẻ mà mình dễ yêu, cái mộng mình dễ yêu, và là khi mình yêu thì mình chưa có cái chín chắn, chưa có chính kiến, cho nên mình dễ chọn sai cái đối tượng của mình. Cho nên tiếp sau đó là một cái phần mình thêm chán nản, thêm cái bực bội về cái tuổi của mình. Mình ca tháng cái tuổi mình sao mà nó khổ thế. Nhưng mà cái con người của mình nó có cái bản chất mạnh mẽ. Tại sao nói mình mạnh mẽ? Tại vì là mình mệnh kim, mà cả kiếm phong kim. Rồi tuổi mình là tuổi thân, tức về hành kim. Cho nên mình có một cái kiểu gì là có một cái sự háo thắng, hiểu không phúc phục ai, mà mình cũng dễ manh động. Ai nói hành nói tội, ai nói xiên nói sở gì mình thì mình dễ khẳng khác. Tại vì bản chất của mình nó bị tác động như vậy. Nhưng mà một cái là ông trời thương mình, là mình có một cái hay, là mình có được cái sự tỏa sáng, có cái về cái hình thức của mình nó có cái phần bắt mắt cả nam lẫn nữ nữa, và mình có một cái khiếu thẩm mỹ cao, cho nên mình lại được nhiều cái sự chú ý của người khác phái. Ở cái phần trung đạo tiền vận của mình nó có khó khăn, nhưng mà xoan sang từ từ, từng bước khi mà mình vào trung vận thì mình lại làm ăn được, nó bình ổn, cuộc sống nó bớt đi cái khó khăn như ở cái giai đoạn đầu của mình. Nhưng mà cuộc đời của mình nó dễ gặp những cái biến động ở trong cái cuộc sống, về cái công ăn việc làm cũng như về cái chuyện tình cảm. Mình dễ va chạm với mọi người, cho nên mình cần khắc chế cái bản tính của mình là cái tính nóng. Mình là tuổi thân là thuộc về hành kim, mà mệnh của mình cũng là kim nữa. Nó có một cái sự là tốt đẹp. Trong các mệnh thì mệnh kim là cái mệnh được nhiều phúc khí tơ nhất, được sự tốt đẹp nhất. Nhưng mà tuổi kim thân là kim mà mệnh cũng kim, cho nên cái cuộc đời của mình nó cũng dễ gặp những cái biến động, tại vì nó dễ gặp những cái va chạm. Nhưng mà cuối cùng của cuộc đời của mình nó sẽ là một cái sự an lành tốt đẹp thôi. Rồi bây giờ ta nói về cái tháng tư. Tháng tư là cái tháng tiền bạc của bạn nó có khắc kỵ. Nhưng mà họ xét về nó khắc kỵ nhiều hay ít thì phải nói là nó không nhiều nha các bạn. Nó cũng thuận lợi cho các bạn đó. Khắc nhưng mà không nhiều. Nhưng mà các bạn lưu ý, mình tuổi thân mà gặp cái tháng tỵ là khắc về địa chi xung tuổi của mình, cho nên dễ gặp những cái chuyện mà không vừa ý, không tuệ lòng giữa mình và những cái người xung quanh ở bên ngoài của mình.
những cái người thôn, những người mà lân cận của mình thì mình dễ cái gặp sự xung khắc, bất đồng ý kiến. Mà muốn hóa giải cái sự bất đồng ý kiến này thì các bạn nên lưu ý là mình giữ cừng mực ở trong cái suy nghĩ, trong cái hành động của mình. Làm những cái việc tốt đi, làm những cái việc thiện đi thì nó sẽ hóa giải được cái xung khắc của mình ở trong cái tháng. Mệnh mình là mệnh kim mà gặp tháng 1, cho nên vận hành của mình trong tháng nó có cái phần không thuận lợi, có cái phần khắc kỵ không hay. Cả về nam và nữ, về vấn đề tình cảm của các bạn ở trong cái tháng này, nó không đem lại cái may mắn, không đem lại cái thuận lợi cho các bạn. Dễ hiểu lầm, dễ bất mãn, dễ sinh sự với nhau, thì chúng ta cần lưu ý. Cũng tiếp tục học chữ nhẫn, chữ nhịn thì quả nó vơi đi, bớt đi cái phần nào xấu. Qua đến cái tháng 5, đây là cái tháng các bạn mưu cầu về tài lộc nó có. Đây là cái tháng tương sinh của các bạn, nó thuận lợi, nó tốt đẹp cho các bạn. Về bản mệnh của về tuổi của mình là tuổi Thân mà gặp tháng Ngọ, cho nên nó cũng bình ổn, không có cái khó khăn. Mình là người mệnh kim mà gặp tháng Thổ, cho nên vận hành của mình trong tháng có cái phần tốt đẹp, có cái phần thuận lợi, may mắn cho mình. Còn nói về gia đạo, tình cảm của bạn nam bạn nữ, thì nam thì nữ thì cả hai đều được cái sự tốt đẹp thuận lợi. Qua rồi cái khó khăn của cái tháng trước, gương dở lại lành, có cái tiếng nói chung, nhìn kém tình yêu, nhìn cái gia đình mình là cái một màu hồng, một cái màu rất là hạnh phúc, vui vẻ. Và cái tháng 6 thì các bạn cũng được cái thuận lợi về tài lộc, nhưng mà so với tháng trước thì nó không bằng. Còn xét về địa chi á, thì nó bình ổn, không khó khăn, không khắc kỵ cho bạn. Và cái phần bản mệnh của bạn tháng giống như tháng trước, nghĩa là nó đem lại sự may mắn, đem sự lại thuận lợi cho các bạn. Mình mệnh kia mà gặp cái tháng Thổ là có người bao che, có người giúp đỡ, có người tương trợ cho mình. Nam về gia đạo thì có cái sự vui vẻ, bình ổn, một màu hồng trong ánh mắt, vui tươi, tiếng cười rạng rỡ. Nhưng nữ thì trở lại là có sự bực bội, không vui vẻ, không thuận lợi ở trong tháng. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn về 3 tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của năm Giáp Thìn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình được sự vui vẻ, bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau.